Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Tử vi tháng 11 âm lịch cho biết, đây là top 6 những con giáp may mắn nhất trong ngày 25 tháng 11 năm 2022 âm lịch. Trong công việc các bạn sẽ có những cơ hội mới, nếu đang có ý định thay đổi nơi làm việc thì các bạn chớ dại mà bỏ qua ngày hôm nay. Hãy dành thời gian trong ngày để tìm kiếm công việc mới, các bạn sẽ không phải thất vọng đâu nhé. Trong các mối quan hệ tình cảm vào hôm nay, vận đào hoa của các bạn sẽ nở rộ, các bạn sẽ thoát khỏi tình cảnh chăn đơn gối chiếc. Người độc thân sẽ tìm thấy lương duyên, người có đôi có cặp, tình cảm thêm gắn bó, mặn nồng. Còn với bạn nào đang trong tình trạng nợ nần thì trong hôm nay, khả năng cao các bạn sẽ tìm ra hướng đi mới để kiếm tiền, gia tăng thu nhập cá nhân, từ đó sớm trả hết nợ nần. Đó là các con giáp sau: Sửu, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất. Tuổi Sửu. Cục diện tam hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Sửu dự báo những cơ hội kiếm tiền, kinh doanh, buôn bán vô cùng thuận lợi. Doanh thu nhiều vậy không ngừng tăng lên, bản mệnh có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc hướng tới các đối tượng khách hàng tiềm năng hơn. Công việc trong ngày nhiều biến động nhưng may mắn, đó đều là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bạn có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng được đảm bảo. Chẳng những vậy, các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp đều được cải thiện. Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc hơn so với thời gian trước. Người kinh doanh buôn bán tấp nập đơn hàng, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh. Bạn có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư, nhưng chớ nên nóng vội, kẻo đối mặt với rủi ro. Ngày tam hợp nên đường tình duyên của con giáp này khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Bạn đang được tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên người mình yêu thương mà không phải lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về những ngày tháng trong tương lai. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn. Phương diện tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng trong ngày, có chính tài che chở. Bạn đang có nguồn thu nhập từ công việc chính khá ổn định. Con giáp này luôn biết cách hoàn thành công việc bằng chính khả năng của mình. Do đó những gì có hôm nay cũng là phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuổi Thìn nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán cũng có vận may tài lộc khi có được mối khách hàng mới, mở rộng quy mô đầu tư, làm ăn phát đạt. Nhìn chung bạn làm gì cũng dễ dàng giành được thành công ngoài sức mong đợi. Hỏa sinh thổ còn mang tới cơ hội thăng hoa trong tình yêu, các cặp vợ chồng luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Những hiểu lầm trước đó đã được hóa giải khi hai người biết chia sẻ cho nhau những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ may mắn được tam hội cục nhập mệnh nên vận trình ngày mới khá suôn sẻ, mọi việc diễn ra đúng như những gì bạn dự liệu. Tình duyên của con giáp này về cơ bản êm đẹp, giữa hai người không có nhiều vấn đề tồn tại nên tình cảm ngày càng gắn kết và mặn nồng. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân bày tỏ tình cảm với người thầm thương trộm nhớ. Hơn nữa, có người còn mang duyên tình tới cho bạn. Nếu đã có người tâm đầu ý hợp rồi thì đừng chần chừ gì nữa, kẻo cơ hội trôi qua mất. Đường công danh sự nghiệp cũng có dấu hiệu tăng tiến đáng kể, bản mệnh được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì luôn có tinh thần trách nhiệm cao cùng với khả năng lãnh đạo tốt. Chính vì thế trong tương lai, người tuổi này có thể được bồi dưỡng thành lớp lãnh đạo kế cận. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Tuổi Thân nhờ lục hợp tương trợ nên khá tự tin khi đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc. Nhìn chung vận trình sự nghiệp của con giáp này không có nhiều biến động, các vấn đề tồn đọng trước đây cũng được bản mệnh xử lý gọn gàng, đâu vào đó. Ngày này bạn còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, dù là quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hay hợp tác làm ăn đều đem lại cho các bạn nhiều sự thuận lợi. Quý nhân cũng có thể xuất hiện ngay trong ngày mở đường cho bạn thăng tiến. Phương diện tình cảm của người độc thân thật sự lý tưởng trong hôm nay, nhân duyên tốt lành, gia đạo an ổn, tình yêu thăng hoa bất ngờ. Các mối quan hệ tình cảm, xã giao xung quanh bản mệnh đang diễn ra hết sức tốt đẹp, giúp tinh thần bạn luôn hân hoan, vui vẻ.
Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái, từ đó tìm được người phù hợp với mình. Quan trọng là bạn đã chịu mở lòng mình ra đón nhận hay chưa? Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Theo tử vi ngày mới, tuổi Dậu có thể đạt được một số thành tích nhất định trong công việc nhờ tam hợp cục độ mệnh. Không chỉ với người làm công việc cố định, những người kinh doanh buôn bán cũng sẽ nhận được nhiều may mắn bất ngờ mà trước đó con sắp này cũng không lường trước được. Chẳng những tiền bạc rủng rỉnh, danh tiếng của bạn cũng ngày càng vang xa. Điều này rất có lợi cho người tuổi Dậu trong công việc xây dựng uy tín cá nhân để ngày càng tiến xa hơn. Hãy luôn khiêm nhường, sống biết người, biết ta để ngày càng hoàn thiện bản thân nhé! Ngũ hành xung khắc lại khiến Dậu phải đối mặt với những khúc mắc trong chuyện tình cảm cá nhân. Có lẽ là do thời gian gần đây hai người quá bận rộn với công việc mà không có thời gian dành cho đối phương, khiến tình cảm dần dần phai nhạt. Tình hình sức khỏe của tuổi Dậu trong hôm nay nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Thể trạng tốt, hầu như ít ốm vặt hay mắc bệnh nghiêm trọng. Chỉ cần bạn vẫn duy trì được thói quen rèn luyện sức khỏe đều đặn, ăn uống và ngủ nghỉ khoa học thì chẳng lo bệnh tật quấn thân. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Được chính tài hậu thuẫn, tuổi Tuất đón những khởi sắc ở phương diện tài chính. Các thần này đảm bảo cho bản mệnh có thu nhập vững vàng và ổn định. Con giáp này có thể thoải mái theo đuổi những đam mê của mình mà không cần phải quá quan tâm, lo lắng đến vấn đề tiền bạc. Chẳng những vậy, bản mệnh còn may mắn được quý nhân trợ vận để phát huy năng lực của mình một cách tối đa trong công việc, đặc biệt là người làm nghề tự do. Con giáp này luôn ý thức tạo dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa để con đường sự nghiệp thuận lợi hơn. Ngày này, bạn cũng luôn biết cách để giữ lửa cho mối quan hệ tình cảm của mình. Con giáp này tưởng chừng không quan tâm đến tiểu tiết, như kỳ thực lại vô cùng để tâm đến người mình yêu. Nhờ vậy, sự tinh tế của mình, bạn có thể giữ được sự ngọt ngào và nồng nàn trong tình yêu. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Ngày Ất Tỵ thuộc hành hỏa, khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và Dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Quý Hợi và Tân Hợi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.